Mẹ, hồi nãy là cái gì? Cái đó là 18, 8 cộng 1 là 9, 9 cộng 2 là 10. Đúng rồi, nếu 10 triệu á là 10%, đâu phải. Mai mốt ai cũng phải mở cái đó hết. Để coi làm sao ha. Cái đó xong rồi má. Enjoy.